Hello, em xin chào cả nhà. Hiện tại em đang đứng trước cửa nhà Mai Thủy nằm trên đường Phạm Hùng, phường 2, thành phố Vĩnh Long. Thì hôm nay em đến đây để thăm hoàn cảnh của ông cụ Trần Văn Sinh, 70 tuổi, mà ông bán hay bán vé số mà có hai con mắt bị hư á cả nhà. Đợt trước em có quay clip á, thì em thấy có rất là nhiều người chia sẻ về hoàn cảnh của ông. Thì hôm nay em tìm đến đây để xem thử coi cuộc sống của ông như thế nào. Bây giờ mời cả nhà đồng hành cùng em nha. Đây, ông đang ở trọ trong nhà Mai Thủy. À, ông đi bán vé số về rồi cả nhà. Đây là hoàn cảnh bên ngoài chỗ ở. Ủa, cô ơi, ông là ở trong đây lâu chưa cô? Lâu rồi, mấy năm rồi. Ông ở một mình hay có ở dai không cô? Ở một mình thôi hả? Mà cái này là người ta cho mình mướn hả? Vợ có con gì không cô? Không có gì tình mà vợ không chết rồi với con ở vô đời thấy gì đang cháy sao mà ở vô vô đó. Dạ. Rồi con vợ con mất rồi không có nhà ở. Dạ. Ở đây là mấy năm trời rồi đó hả cô? Là cô sao cô biết ông mà cô cho ông vô ở vậy cô? Điểm như là có người ta chỉ á. Dạ. Rồi mới đưa về ở. Dạ. Để con vô con thăm ăn một chút. Cảm ơn cô. Đây là hoàn cảnh của ông đây cả nhà. Đi. Thưa ông. Dạ. Ông đi bán về lâu chưa? Dạ bán có 3 cuộc đời vừa lâu rồi. Dạ. Ông ăn uống gì chưa? Dạ. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi, vợ con chết hết trơn rồi, cấp một phụ đời bên trong đèo bà Tèo ảnh á. Dạ. Rồi con nhỏ này nó thấy. Rồi nó mới dắt con này cho hỏi cái có con này. Dạ. Rồi ông con nghe nói là ông bị người ta gạt vé số hả? Sao mà mình bị gạt vậy? Mình đâu thấy được. Dạ. Rồi để nó kêu lên mua giùm 5 tờ. Dạ. 10 tờ có nó lấy 5 tờ kêu sổ, 5 tờ sổ rồi nó đút vô dưới. Dạ. Hả? Rồi kêu nó mua 10 tờ rồi nó đưa với cái chú sổ rồi con trả ông con nó mua. Dạ. Ủa ông mà mắt của ông là bị sao vậy ông? Hồi 2003 bị mổ. Dạ. Mổ ngay nè. Dạ. Tôi bây giờ nó lây qua nên nó đuôi. Dạ. Là hai con bây giờ ông nhìn thấy không được luôn. Rồi sao mình mò đường mình đi bán được? Nhờ con nhỏ đó đó. À, cái chị nãy đâu đó. Dạ. Chị chở xuống cầu cá ngồi nó bán. Dạ. Rồi cái chị bán xôi á. Dạ. Thấy vậy ngồi coi chừng cho bán hết 30 tờ cái xuống nó coi giờ nó xuống. Dạ. Lúc về ở nhà. Dạ, là mình chỉ ngồi cố định một chỗ mình bán. Dạ. Thôi đó ông. Dạ, không có đi đâu. Dạ, mà mình bán vậy rồi mình đi lấy vé số làm sao? Ủa, con nhỏ lấy giùm á. Dạ, rồi ăn uống rồi là ai giúp ông? Nó lo luôn, nó nấu cơm, bới qua bưng trong tô nè. Dạ. Bới qua để cho ăn, dạ. Rửa tô, rồi làm cái giặt giùm luôn. Chị đó có là cái gì của ông không hay là chị? Dạ, là... ở lớn thấy ngủ cuộc đời đó. Dạ. Rồi nó thấy vậy nó... cái chính đẹp công an á. Dạ. Chúng thấy vậy cũng gọi nói với con hai là nó nói. Dạ. Cái dốc rồi nó cũng hay đi để ngủ gọi là mũ mưa gió kia nọ đó. Dạ. Lúc trước là ông ở đâu, ông ngủ ở đâu? Dạ, ngủ bên bờ kèo á. Bên bờ kèo sông Tiền bên này hả ông? À, mình ở đó mấy năm? Ở được 7-8 tháng. 7-8 tháng luôn hả? Rồi dạ. Trước đó nữa là mình ở đâu không? Hồi trước đó nhà ở chỗ mở đường rồi đó, lớn dậy. Dạ. Cái nhà cũng nhỏ bằng này nè. Dạ. Rồi con nó chạy từ lâu nó bị tai nạn xe đụng á. Dạ. Rồi máu đổ ra cũng có chỉ khám nó không có trơn. Dạ. Lúc uống nó bị tâm thần. Dạ. 6 năm trời nó chết. Dạ. Ăn bị bà ăn ba cái đồ cùng cặn cái nọ đó. Dạ. Rồi chụp cái bán nhà trả nợ cho người ta cùng chỗ đỏ đó. Dạ. Rồi cái trả nợ cho người ta trong một khoa hẻm 52. Dạ. Muốn nhà ở chụp ở được năm mấy là 3 năm cái vợ thọ bệnh. Dạ. À, cái máu cơ tim không có áp. Dạ. Rồi bệnh thất khớp rồi bà chết con này 4 năm rồi. Dạ. Mình ở vậy là 4 năm trời mình không có nhà mình ở hả ông? Dạ. Mình về đây được khoảng mấy năm rồi ông? Về cũng được 2-3 năm rồi. Dạ. Còn điện nước này là ai lo? Con nhỏ cho luôn, đâu có chài gì đâu. Dạ. Rồi sao ông tắm rửa rồi được? Dắt khi ai chỗ nhà trống đó. Dạ. Rồi có một lần mời vô hổng cô bé nhà trống đứng đâu kịp chết rồi. Trời ơi trời.
té rồi chân cẳng ông có sao không? Không, giờ nó ngay vô ngay ra rất lớn. Dạ, rồi mình có mua thuốc gì uống không ông? Còn nhỏ vô đó trong tiệm nó dắt làm y tế nói đặng chế ha. Dạ. Cho thuốc uống không được 5-6 bữa. Dạ. Rồi nó còn đi bán luôn không có tiền á, chở đi bán. Rồi ổng rồi có ai cho ổng gì không? Dạ không. Ta bán à, có lâu lâu ổng có đi xin gạo đâu không? Dạ đâu thấy đường đâu mà đi xin. Dạ không. Dạ. Dạ. Con thấy người ta đăng hoàn cảnh của ông lên á, người ta chụp hình á, con tới đây con thăm coi làm sao. Dạ. Với lại vài bữa nữa có người gửi tiền về, nó là chỉ định là tặng cho ông, để giờ nó có tiền các con em lên con tặng cho ông nha. Dạ cảm ơn con nhiều. Dạ không có gì. Có tiền thì sống nhờ mấy đứa cháu lo. Dạ. Mà dạ mà cái này ông đi bán thường khoảng mấy giờ ông về, mấy giờ ông bắt đầu đi, mấy giờ ông về? À kia thì 6 giờ chở xuống cầu cá rồi bán đi. À, hết 30 đời gì à. Dạ, ngày nào cũng 30 hết. Dạ. Và thường khoảng là mấy giờ ông có mặt ở nhà? À, cỡ 8 giờ. Dạ. Mà giờ trong người ông có bệnh gì thêm không? Bây giờ á. Dạ. Ăn uống không được nhiều. Mình lớn tuổi rồi đúng không? Dạ. Ông? Dạ. Còn nếu ông ăn sáng thì quá không có tiền đó, ông ăn, dạ. Ông ăn sáng gì vậy? Trời, phải ăn sáng vô chứ ông, ăn sáng mới quan trọng chứ. Ông có 30.000 mà. Kệ, ăn ối mì cũng ăn chứ. Có ăn xa con mì. Dạ. Ê, phải tôi nói như chết này tôi thèm á. Nó ăn cơm thì có khi ngọt mình thèm. Dạ. Tội nghiệp quá. Còn nhà này mưa, trời mưa nó có giọt không ông? Không có gió, không có giọt, không có giọt. Dạ. Rồi nhà ở hôm nay mới đá thức tới giờ cũng gần 2 năm rồi. Dạ. Đỡ nó không khó là chết ở bên bờ kè rồi. Dạ. Rồi con quay một vòng nhà của ông nha. Rồi dạ. Con xin phép chào ông, con về để bữa dạ. Nào con có nhận được quà rồi con đem lên cho ông nha. Dạ, ông. Cảm ơn. Dạ, con chúc ông thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Đi bán dạ. Cẩn thận nha ông, đừng dạ. Câu chừng nha. Dạ. Dạ. Mà mình bị gạt vậy là mấy lần rồi ông, nhiều dạ, không? Nhiều lần lắm. Có kỳ đó đi ngồi cậu cá con nhỏ con gái á. Dạ. Nó ông đi cậu tôi mua gió cho. Nó lấy 20 tờ. Dạ. Đưa lại 10 tờ, nó con trả ông đưa với 100 ngàn là 2 tờ nha. Dạ. Mình tưởng đâu với 10 ngàn đến 100 mình đâu dạ. Đi. Rồi từng đi còn không mấy mượn con thảy bắn sôi cầu cá cá mình đó. Dạ. Cái đó tự thể mình coi người ta phải với 100 không để hồi lộn người ta. Dạ. Rồi với 10 ngàn ông ơi. Trời ơi. Chết. Rồi giờ sao mình biết người ta đưa mình tợ nhiêu? Mình bán á rồi người ta đưa mình tợ nhiêu sao mình biết được không? Bây giờ nhờ cái con nhỏ nó vừa bán sâu mà vừa ra mua mấy tờ đâu được giấy bao nhiêu nó nhìn mà. Dạ chị đó nhìn giùm không? Nhìn giùm mới thầu lại giùm. Dạ. Rồi trong chỗ xếp tiền lấy không còn rồi. Mà sao dạo này con thấy ông đi xuống chỗ ủy ban thành phố ngọn bán rồi? Ở đây này ủy bán ngọn buồn đó dạ. Rồi bán cái cho cái bà hai mà bán cái số ở bên lộ á. Dạ. Bán dùm 10 tờ, 15 tờ vậy đó. Dạ. Rồi đi về. Dạ. Dạ rồi, thôi con xin dạ. Phép ông con về. Dạ. Ông giữ gìn sức khỏe nha, dạ. Ngủ sớm nha ông. Dạ, cảm ơn. Giờ này đâu có đi đâu. Dạ. Mấy đường đi rồi, ngủ. Dạ, ăn uống rồi ngủ nghỉ nha, giữ gìn dạ. Sức khỏe nha ông. Dạ. Dạ. Chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Chào ông. Chào gửi lời trong đá giòn nha. Dạ, dạ. Đây là hoàn cảnh của ông cụ này cả nhà. Nhà thì chỉ có một cái khuôn viên nhỏ vậy thôi. Ngày nào cũng đi bán xong rồi về. Nhà thì ông nói không có gió lùa nên không có giọt gì không. Đây để con mở quạt lên nha. Dạ. Dạ rồi. Con chào ông con về. Dạ. Dạ. Em chào chị. Cảm ơn chị nhiều nha. Thì nếu mà coi có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cụ Trần Văn Sinh thì có thể đến nhà Mai Thủy gặp trực tiếp cụ để trao tặng, còn không thì có thể thông qua em sẽ giúp cả nhà trao tặng lại. Em cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đó, dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến clip. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở clip mới nhất. Bye bye.